chúng ta sang câu 2A. Thì trong câu 2A này thì đề bài bắt chúng ta tính cái định thức của mặt trận A. Mặt trận A là mặt trận cấp 4x4. Thì trong trường này thì chúng ta có thể giải quyết theo hai cách, nhưng tuy nhiên thì trong bài này chúng ta sẽ tiếp cận theo cái khai triển định thức mặt trận A theo dòng 2. Cái mẹo trong trường khai triển định thức cấp 4 mà có chứa phần tử K, đấy là chúng ta khai triển theo cái dòng chứa K hoặc là theo cái cột chứa K, tức là cái dòng 2 hoặc là cột thứ 2. Bởi vì là khi mà chúng ta khai triển theo dòng hoặc là theo cột chứa K thì khi đó thì chúng ta sẽ thu về được các cái tính các định thức con cấp 3, và các định thức con này nó không chứa K nên là chúng ta thể sử dụng máy tính để chúng ta tính kết quả nó dễ dàng, hoặc là chúng ta thì tính tay thì nó cũng dễ dàng hơn so với việc là nếu mà trong cái định thức cấp 3 nó có chứa cái phần tử K. Thì khi mà chúng ta khai triển theo cái dòng 2 hoặc là cột thứ 2, trong trường này là chúng ta khai triển theo cột thứ 2, dòng 2, thì chúng ta có được định thức của mặt trận A nó sẽ được tính là bằng 4 mà nhân với cả cái phần bù đại số A21 cộng với cả K mà nhân cái phần bù đại số A22 trừ đi 1 nhân cái phần bù đại số A23 cộng với cả 2 nhân với cả cái phần bù đại số A24. Thì từ phần bù đại số thì chúng ta quy nó ra cái phần bù. Thì trong trường phần bù đại số mà quy phần bù thì chúng ta phải nhân cái hiệu chỉnh, đấy là trừ 1 mũ y nhân z. Ở đây chúng ta có cái công thức đấy là a y z, thì lúc này nó chính bằng là trừ 1 mũ y cộng z và nhân với cả m y z. Thì từ đây chúng ta sẽ có được cái là vì 2 cộng 1 thì bằng 3 nên là số lẻ, trừ 1 mũ 3 là âm nên là chúng ta lấy dấu âm ở bên ngoài này. Còn tương tự thì 22 thì là số tổng, nó là y cộng z nó bằng 4 là số chẵn, cho nên là nó không đổi dấu ở đây. Và tương tự đây nó sẽ bị đổi dấu và đây không bị đổi dấu. Và từ đó thì chúng ta có thể tính được cái chúng ta sẽ đưa ra được cái phần bù M22, M21, M22, M23 và M24 đã được cho ở trên video đây. Thì cái M22 tức là cái phần chính là cái định thức mà thu được từ định thức của mặt trận A bằng cách là chúng ta xóa đi cái dòng thứ hai và cột thứ nhất, dòng thứ hai và cột thứ nhất của mặt trận A. Thì khi đó chúng ta sẽ thu được các phần tử là -1, 3, -1, 3, -3, 244, 244 và 12-5. Thì chúng ta thu được ở đây. Thì một cách tương tự thì chúng ta có thể đưa ra được các phần bù ứng với các phần tử thuộc cái dòng thứ hai của mặt trận A. Nó là M22, M23 và M24 bằng cách là xóa đi dòng 2 cột 2, xóa đi dòng 2 cột 3 và xóa đi dòng 2 cột 4 của mặt trận A. Và chúng ta sử dụng máy tính thì chúng ta có thể bấm được hoặc là chúng ta tính tay cũng được, thì chúng ta sẽ thu được kết quả là -4 và định cái M22 chúng ta tính định thức cấp 3 này chúng ta ra được -22 cộng với K mà nhân 25, cái định thức cấp 3 thứ hai chúng ta tính được 25 cộng với cả -8, tức là cái định thức cấp 3 thứ ba này chúng ta tính ra được bằng -8, và cộng với cả 2 nhân với cả -15, tức là định thức thứ tư này thì chúng ta tính ra được -15. Và như vậy thì cộng hết lại thì chúng ta tính được cái định thức của mặt trận A lúc này nó chính là bằng 25 nhân với cả K cộng 2. Thì mà tương tự thì chúng ta có thể đi đến câu B. Thì trong câu B người ta có hỏi chúng ta, đấy là người ta bắt chúng ta tìm giá trị của K để mặt trận A khả nghịch. Thì mặt trận A khả nghịch khi mà định thức của mặt trận A sẽ khác không thôi. Và từ đó thì chúng ta tương đương thì chúng ta thấy là định thức của mặt trận A thì bằng 25 nhân với K cộng 2. Nó khác không thì điều tương đương với cả K khác trừ 2. Và tiếp tục thì đề bài người ta hỏi chúng ta tiếp, đấy là chúng ta phải tìm cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của mặt trận A mũ trừ 1. Thì chúng ta thấy rằng là mặt trận A mũ trừ 1 thì nó được biểu diễn dưới dạng là bằng 1 chia cho định thức của mặt trận A và nhân với cả A sao. Thì trong cái này thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của mặt trận A mũ trừ 1 thì nó cũng tương với cả cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của mặt trận A sao. Tuy nhiên thì phải hiệu chỉnh thêm cái định thức của mặt trận A nữa. Thì để tìm được phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của mặt trận A mũ trừ 1 thì chúng ta đi tìm cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của mặt trận A sao. Nó sẽ là A sao 43 và A sao 43 thì nó bằng A34.
tức là cái phần bù đại số A34 thì bằng bằng cách là chúng ta hiệu chỉnh cái dấu của nó theo phần bù, tức là lấy -1 mũ 3 cộng 4 tức là -1 mũ 7 nó bằng âm, và chúng ta lấy phần bù thì chúng ta xóa đi dòng 3 cột 4 của mặt trận A, lấy định thức thì chúng ta thu được cái A34. Và A34 thì kết quả ra được là -5K+5. Có dấu trừ hiệu chỉnh đằng trước thì chúng ta có được lúc này kết quả nó bằng 5 nhân với K-1. Và từ đây chúng ta có thể kết luận ra được là cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của mặt trận A-1 nó chính là cái bằng cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của mặt trận A sao mà chia cho định thức của mặt trận A. Và kết quả nó sẽ là bằng K-1 mà chia cho 5 nhân với K-2.